Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu. Lão Pháp Sư Tịnh Không giới thiệu. Lời tựa số 1. Người cận đại mê tín khoa học, không tin nhân quả, không kính thiên địa, không biết luân thường đại đạo là bổn tánh tự nhiên của loài người, do đó cả gan làm bậy, không ác gì mà không làm. Thật không ngờ nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Tuy nói vạn pháp dây không, nhưng nhân quả bất không. Bởi vì nhân quả luôn tiếp nối bất không, chuyển biến bất không, tuần hoàn bất không. Cho nên hết thảy nghiệp thiện ác đã tạo tác, nhất định sẽ chiêu cảm đến quả báo tương ứng. Đời người không chỉ có khổ của sanh lão bệnh tử, sau khi chết sẽ đi về đâu mới là lợi ích thiết thực mà mọi người thật sự cần phải quan tâm. Hơn nữa, đây là mấu chốt liên quan đến việc đời đời kiếp kiếp luân hồi. Chúng ta không thể không biết, không thể không rõ. Bởi người đời tạo ác mãnh liệt, nên tương lai đọa vào biển lửa của địa ngục cũng là kết quả tất nhiên. Đúng như Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, họa phúc không có cửa, do người tự chuốc lấy. Quả báo thiện hay ác như bóng theo sát hình, không phải không báo mà thời giờ chưa đến. Địa ngục từ đâu mà có? Thế Tôn chỉ rõ, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Do vì tâm tưởng không giống nhau, nên tạo nghiệp cũng không như nhau. Thiện nghiệp, ác nghiệp đều do tâm tạo. Cho nên hình phạt trong địa ngục không phải diêm vương tạo ra, mà là ác nghiệp chiêu cảm. Như người nằm mộng, cảnh giới khổ vui trong mộng không gì không phải là kết quả của tâm mình tạo tác. Những năm gần đây, nhà khoa học Nhật Bản tiến sĩ Masaru Emoto đã dùng 10 năm nghiên cứu quy luật biến hóa kết tinh của nước để chứng minh ý thức con người có thể làm thay đổi kết tinh của nước, dùng những thiện niệm như tâm yêu thương, tâm cảm ơn truyền qua cho nước, nước sẽ cho ra kết tinh vô cùng đẹp đẽ. Nếu như dùng tâm ác, ý ác thì sẽ tạo thành kết tinh cực kỳ mơ hồ, xấu xí. Do đó có thể biết, ý thức của con người có thể thay đổi hết thảy hoàn cảnh. Cho nên thế giới cực lạc là duy tâm sở hiện, địa ngục cũng là tâm tưởng thực biến. Đúng như những gì Kinh Hoa Nghiêm nói, nên quán tánh pháp giới hết thảy do tâm tạo. Phật nói cho chúng ta biết, nghiệp nhân đầu tiên của địa ngục là sân giận, tật đố. Tâm sân giận, tật đố nặng là tâm thái rất phổ biến của người hiện thời. Lại thêm ý niệm tự tư tự lợi kiên cố, đều là nghiệp nhân tạo thành quả báo địa ngục. Huống hồ lại thêm tạo tác ác nghiệp hữu hình, nhất định chạy không thoát quả khổ của địa ngục. Cho nên địa ngục là kết quả những gì tạo tác của tâm hạnh chính mình, bất luận người nào cũng không thể thay thế. Nhà tâm lý học Casey nước Mỹ từng dùng thuật thôi miên trị liệu cho bệnh nhân. Ở trong thôi miên mức độ sâu, bệnh nhân có thể nói ra vài ngàn năm trước hoặc mấy chục đời trước của họ, sự việc của đời đời kiếp kiếp. Có một số người ở trong thôi miên nói ra trong đời quá khứ đã từng đọa vào cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, đủ loại tình hình, cùng với những gì Kinh Phật nói là không gì không tương ưng. Cho nên lục đạo luân hồi và nhân quả báo ứng là chân thật, không hư dối. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Thánh phàm khác biệt chính là ở chỗ này. Bồ Tát biết rõ sự đáng sợ của quả báo, cho nên khởi tâm động niệm không dám tạo ác. Chúng sanh hôi muội vô tri, cả gan làm bậy, không nghĩ đến hậu quả, nên dẫn đến quả khổ hiện tiền. Tội phải chịu đến cực điểm, sau đó hối hận thì đã muộn màng. Nếu như không hiểu rõ lý nhân quả,
thì quay đầu xác thực rất khó. Tổ sư Ấn Quang bi trí hoằng thâm, biết Đại Kinh Đại Luận đã không còn kịp cứu giảng kiếp nạn thế gian, duy chỉ có đề xướng giáo dục nhân quả mới là con đường cứu sự tồn vong của đất nước. Cho nên Ấn Tổ cả đời cực lực đề xướng in ấn những thiện thư nhân quả như Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Đây là thức tỉnh lòng người hướng thiện, là những điển tịch về giáo dục nhân quả phù hợp nhất với xã hội trước mắt, có thể giúp cho mọi người hiểu rõ hết thảy tai nạn đều là quả báo cảm được do bản thân tạo tác tội nghiệp. Rất nhiều điển tịch của các tôn giáo đều có miêu tả về địa ngục, nhưng kinh điển Phật giáo là tường tận, phong phú nhất. Thế Tôn thương xót chúng sanh, ngoài kinh Địa Tạng còn có rất nhiều kinh điển tường thuật xử lý nhân quả của địa ngục, cho đến đủ loại thảm trạng của địa ngục. Nếu có thể đem tình trạng địa ngục công bố cho mọi người biết, để đại chúng sáng tỏ những chân tướng sự thật về nghiệp nhân quả báo dẫn đến đọa lạc địa ngục, kịp thời cảnh tỉnh hối ngộ, nghĩ địa ngục khổ, phát tâm Bồ Đề, nhất định có thể chuyển cộng nghiệp của chúng sanh, tránh khỏi đại kiếp trước đây chưa từng có. Có mấy vị đồng học ngày đêm tìm kiếm trong Đại Tạng Kinh, trải qua nửa tháng, tổng cộng tìm ra 25 bộ kinh luận tường thuật cụ thể tình trạng địa ngục, nội dung tường tận, nghiệp nhân rõ ràng, chủng loại phong phú, quả báo tàn khốc, phủ kín tầng tầng, thực sự là nhìn thấy kinh sợ, trước đây chưa gặp. Khi các vị đọc qua những kinh luận này, không chỉ kinh hồn bạc vía, đổ mồ hôi lạnh, lại càng phát hiện khởi tâm động niệm của bản thân không gì không phải đang tạo nghiệp địa ngục. Lúc này mới chân thật hiểu rõ những gì trong kinh Địa Tạng nói: chúng sanh cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không gì chẳng phải tội, không gì chẳng phải nghiệp. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ tình cảnh bất hạnh khi đọa lạc vào địa ngục chịu khổ, thì nhất định không dám tạo ác, ác sẽ phấn chấn mà dương lên, rửa tâm đổi hạnh, sửa xưa tu nay, vĩnh ly biển nghiệp. Liền kết tập quyển sách này, hy vọng có thể cứu bạc chúng sanh, lìa khổ được vui. Đọc kỹ Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu, đích thực có hiệu quả cảnh tỉnh. Nếu có thể đề xướng in ấn, tuyên dương rộng khắp, khiến thế nhân cảnh giác, giác ngộ chân tướng nhân quả ba đời, tự có thể hối lỗi hướng thiện, miễn trừ đau khổ địa ngục. Như vậy mới không phụ nguyện lực đại từ của Thế Tôn, cùng khổ tâm lo nghĩ của Ấn Tổ vậy. Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không kính ghi tại Tịnh Thông Học Viện Úc Châu, ngày 1 tháng 1 năm 2005. Lời tựa số 2: xã hội thời nay tôn sùng hưởng thụ vật chất, con người mỗi ngày tạo tác tội nghiệp nhiều vô kể. Giả sử một ngày nào đó chúng ta có thể tự mình thấy được những tội ác mà mình đã tạo, thực sự sẽ nhận lấy báo ứng đáng sợ. Vậy thì tin chắc rằng tuyệt đối sẽ không ai dám lấy thân thí nghiệm, tùy tiện thử nghiệm. Tuy chúng ta đều đã nghe qua danh từ địa ngục, nhưng không có chút ấn tượng gì sâu sắc đối với nó. Nguyên nhân là chúng ta đã quên mất, lạ lẫm với nó, cho nên không cách gì thể hội được sự đau khổ đáng sợ của việc đọa vào địa ngục. Mà từ vô thủy kiếp đến nay, bởi vì chúng sanh vô minh, không biết đã tạo tác biết bao nhiêu tội nghiệp, thường đọa trong sanh tử luân hồi, đặc biệt là trong địa ngục, không có kỳ hạn ra khỏi, đau khổ không thể tả. Phật Đà chỉ từ bi thương xót chúng sanh, không chỉ nói rõ chân tướng của lục đạo luân hồi cho chúng ta biết, đồng thời cũng nói rõ tạo tác tội nghiệp thì nhất định sẽ đọa vào địa ngục rất đáng sợ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã bày ra đủ loại xử lý của nhân quả báo ứng cho chúng ta biết, mong sao dựa vào đây
có thể thức tỉnh chúng sanh, mà chỗ nguyên do của tạo tác tội nghiệp chỉ một lời mà Phật Đà đã nói toạc ra hết. Vạn pháp duy tâm tạo, hết thảy đều là duy tâm sở hiện, tự làm tự chịu, không liên quan gì đến người khác, cũng chẳng thể chịu thay nhau. Duyên khởi của sách này bởi vì tác phẩm Địa ngục biến tướng đồ của tiên sinh Giang Dật Tử. Ân sư Tịnh Không cảm thấy biến tướng đồ này có tác dụng giáo hóa rất sâu xa. Nếu lại dùng kinh điển để phối hợp thâm nhập giảng giải nữa thì sẽ giúp cho mọi người càng rõ ràng, sáng tỏ về nguyên lý của nhân quả. Thế chẳng phải càng thêm viên mãn hơn sao? Hơn nữa, bức tranh này đại thể là xuất phát từ Ngọc Lịch Bảo Sao của Đạo giáo, cho nên so với hàm ý chân thật của kinh điển Phật giáo thì chưa được rõ ràng bằng. Bởi vậy, dưới sự chỉ đạo của sư trưởng nên đã thành lập tổ khảo sát địa ngục, hy vọng có thể tra cứu được rốt cuộc trong kinh Phật nói về địa ngục như thế nào. Trong vòng nửa tháng, chúng tôi từ trong Đại Tạng Kinh bất ngờ phát hiện có kinh điển giảng thuật về địa ngục, hơn nữa lại phong phú đến như vậy, tỉ mỉ xác thực, kể ra tình trạng thê thảm trong địa ngục, đọc đến thực sự là kinh hồn bạt vía. Giờ đây tĩnh tâm quán chiếu lại mình mới sâu sắc thể hội được câu chúng sanh cõi diêm phù đề, khởi tâm động niệm không gì chẳng phải tội. Phật không nói dối, kinh không hí luận, lục đạo luân hồi đích thực không còn nghi ngờ. Vì để người đời có tâm cảnh giác, ân sư đại bi tâm thiết hy vọng có thể đem kinh điển quan trọng có liên quan đến địa ngục mà trích lục thu thập thành sách, lưu thông rộng rãi, khuyến hóa chúng sanh dừng ác hướng thiện, theo lợi tránh hại, lìa khổ được vui. Phật Đà bi trí trọn đủ, biết rõ chúng sanh mãi miết tạo nghiệp thì nhiều, giác ngộ thì ít. Bởi vậy lúc giảng kinh thuyết pháp thường sẽ nhắc lại nhiều lần rằng địa ngục dễ vào khó ra, tạo nhân địa ngục dễ, thoát khỏi địa ngục khó, vân vân. Đủ loại chân tướng sự thật, loại kinh luận này ở trong Đại Tạng Kinh không dưới 100 bộ, nhưng chỉ có hơn 25 bộ là khá có tính đại biểu. Đồng thời chúng tôi cũng phát hiện được một số kinh văn nào đó Thế Tôn đã từng diễn nói nhiều lần, thí dụ phẩm địa ngục kinh khởi thế và phẩm địa ngục kinh khởi thế nhân bổn. Hai kinh tuy không khác nhau nhưng đều là minh chứng cho lòng từ bi thương xót chúng sanh của Phật Đà đã tuyên thuyết lại nhiều lần. Từ trong kinh điển chúng tôi cũng sâu sắc thể hội được tình cảnh thê thảm mà chúng sanh thọ khổ trong địa ngục. Dù cho ý chí sắt đá nhưng khi thấy rồi cũng sẽ kinh hoàng khiếp sợ. Tiếng la hét cầu cứu ở trong ấy khiến người tan nát cõi lòng. Đúng như Kinh Vô Lượng Thọ nói, khổ vui tự nhận, không ai thay thế. Còn chúng loại địa ngục thì vô lượng vô biên. Phật chỉ nêu 8 địa ngục lớn chủ yếu. Mỗi địa ngục lớn có tất cả 16 hoặc 18 chỗ địa ngục. Chúng sanh tạo nhân địa ngục nhiều hay ít thì sẽ thọ khổ ở loại địa ngục tương ưng. Cũng chẳng phải thọ xong một chỗ thì có thể rời khỏi, mà là tiếp tục không ngừng, mãi đến khi tội nghiệp tiêu hết mới thôi. Hơn nữa thọ khổ lâu dài, vào thì dễ mà ra thì khó. Thế Tôn hình dung là thoạt nổi liền chìm, vừa ra liền vào. Địa ngục là quê nhà của chúng sanh, ra ngoài chỉ là hít một hơi mà thôi, xong rồi lại đi vào. Thảo nào A-la-hán dùng thần thông nhìn thấy tình hình của mình trong đời quá khứ tạo tác tội nghiệp, lọt vào địa ngục A-tỳ chịu khổ nạn. Không những nghĩ lại rùng mình mà còn sợ hãi đến toát mồ hôi máu. Nỗi khổ trong địa ngục chân thật không hư dối. Thương thay phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, tuy từng nhiều lần vào địa ngục nhưng sau khi ra rồi lại rất mau quên.
Duy chỉ có tin sâu nhân quả, hết lòng tin theo lời Phật thì mới biết được tạo tác tội nghiệp thì nhất định nhận quả khổ, mới có tâm cảnh giác và hối cải. Thậm chí tạo nhân gì, nhận quả báo gì. Phẩm Địa Ngục Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ tự thuật tường tận nhất cái gọi là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Hãy thử quan sát xem chúng sanh hiện nay tạo tác các ác nghiệp phổ biến như giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân. Quả báo chắc chắn là đọa địa ngục. Kinh này đối với mọi ác nghiệp mà chúng sanh hiện nay đã tạo đều miêu tả rất kỹ càng, nói rõ địa ngục không phải do Diêm La thiết lập mà do mỗi người tạo tác nghiệp bất thiện cảm dời. Như trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, hòa phước không có cửa, do người tự cảm đến. Quả báo thiện hay ác như bóng đi theo hình. Nếu muốn thoát khỏi địa ngục thì chỉ có chân thành sám hối, tội nghiệp tiêu hết mới có thể ra được. Vì vậy chúng ta phải thận trọng với khởi tâm động niệm của mình, phòng sai ngăn ác. Đời này may mắn được thân người, được nghe Phật Pháp, thật sự trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, cần phải hết sức quý trọng, dũng mãnh tinh tấn, không uổng phí đời này. Đời người như mộng, Phật Pháp khó nghe. Ngày nay tuy khoa học phát triển, vật chất phong phú, nhưng lòng người đạo đức lại càng biến chất hơn, quả báo nhận lấy cũng càng thê thảm hơn. Đời này của chúng ta là lên cao hay rớt xuống, bản thân cần phải tự suy xét. Vì vậy chân thật mong mỏi mọi người đều có một quyển Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu, thường luôn lật xem, thường tự phản tỉnh, trân quý thân người khó được này, chớ làm việc ác, dân làm việc thiện, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, đừng tạo tai ương mới, giảng sanh tịnh độ, mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ luân hồi địa ngục. Nguyện chúng ta cùng nỗ lực. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hán dịch, Đời Đường, Đại sư Bát Lạc Mật Đế, quyển 8. A Nan, những điều như thế đều do nghiệp báo nơi các chúng sanh kia tự chiêu cảm lấy, như lấy 10 tập nhân thì chịu 6 giao báo. Thế nào là 10 tập nhân? A Nan, một là tập quán dâm dục, giao tiếp cùng nhau, phát sinh cọ sát lẫn nhau, cọ sát mãi không thôi. Như thế nên trong ấy có ngọn lửa hồng lớn nổi lên. Ví như có người lấy hai bàn tay cọ sát lẫn nhau thì cảm giác nóng hiện ra. Hai cái tập khí đốt nhau nên có những việc dường sắc trụ động. Vậy nên tất cả các Như Lai nơi mười phương nhận xét việc dâm dục đồng gọi là lửa dục. Bồ Tát đối với dâm dục tránh như hầm lửa. Hai là tập quán tham lam, so đo hơn thiệt, phát sinh hấp thọ lẫn nhau, hấp thọ ôm ấp mãi không thôi. Như thế nên chứa hơi lạnh bên trong thành giá cứng, làm cho nứt nẻ. Ví như có người hút hơi gió vào thì có cảm xúc lạnh. Hai tập khí lấn nhau nên có những sự tra tra ba ba la la, thanh liên, xích liên, bạch liên, hàng băng, vân vân. Vì nên tất cả các Như Lai nơi mười phương nhận xét việc tham cầu quá nhiều đồng gọi là nước tham. Bồ Tát đối với lòng tham tránh như biển độc. Ba là tập quán ngã mạn, lấn lướt lẫn nhau, phát sinh ỷ thế với nhau, rong ruổi không thôi. Như thế nên có sự bôn ba sôi nổi, chắc lại thành nước. Ví như có người miệng lưỡi tự chép, làm cho nước bọt chảy ra. Hai tập khí chọi nhau nên có các việc sông huyết, sông tro, cát nóng, biển độc, bắt uống nước đồng chảy, vân vân. Vậy nên tất cả các Như Lai nơi mười phương nhận xét lòng ngã mạn đồng gọi là uống nước si mê.
Bồ Tát đối với ngã mạn tránh như vực thẳm lớn. Bốn là quán nóng giận, xung đột cùng nhau, phát sinh chống đối lẫn nhau. Chống đối mãi không thôi, tâm nổi nóng, phát ra lửa, nấu cái khí thành kim thuộc. Vì thế nên có núi dao, đòn sắt, cây gươm, bánh xe gươm, những búa, những vớt, những thương, những cưa. Ví như có người bị hàm oan, bị sát khí nổi lên, hai tập khí đập nhau, nên có các sự thiến, cắt, chém, chặt, dùi, đâm, đập, đánh. Vậy nên tất cả các Như Lai nơi mười phương nhận xét sự nóng giận, đồng gọi là dao gươm bén. Bồ Tát đối với sự nóng giận tránh như tránh chém giết. Năm là tập quán giả dối, dụ dỗ theo nhau, phát sinh lôi kéo dẫn nhau, dẫn dắt mãi không thôi. Như thế nên có dây, cây, thòng lọng, căng nọc. Ví như nước thấm ruộng thì cỏ cây lớn lên. Hai tập khí kéo nhau, nên có các sự gông cùm, xiềng xích, roi, gậy, qua, bổng. Vì nên tất cả các Như Lai nơi mười phương nhận xét sự giả dối, đồng gọi là giặc dèm pha. Bồ Tát đối với sự gian dối sợ như beo sói. Sáu là tập quán lừa gạt, lừa dối nhau, phát sinh phỉnh gạt lẫn nhau, phỉnh gạt mãi không thôi, phát tâm gây nhiều gian dối. Như thế nên có bụi, đất, đại tiện, tiểu tiện, các đồ nhơ nhớp không sạch, như bụi theo gió, không thấy lẫn nhau. Hai tập khí dìm nhau, nên có những sự chìm đắm, nhảy, ném, bay, rơi, trôi lăn. Vậy nên tất cả các Như Lai nơi mười phương nhận xét sự lừa gạt, đồng gọi là cướp, giết. Bồ Tát đối với sự lừa gạt như dẫm phải rắn độc. Bảy là tập quán thù oán, hiềm khích lẫn nhau, phát sinh ôm ấp lòng giận. Như thế nên có quăng đá, ném gạch, hộp nhốt, xe củi, bình đựng, đẩy bọc. Như người hiểm độc ôm ấp điều dữ, hai tập khí nuốt nhau, nên có những sự ném, quăng, nắm, bắt, đánh bắn, gieo, ôm. Vì nên tất cả các Như Lai nơi mười phương nhận xét sự thù oán, gọi là quỷ vi hại. Bồ Tát đối với sự thù oán như uống rượu độc. Tám là tập quán ác kiến, tranh cãi với nhau, như ngã kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà dại. Hiểu biết sai lệch, phát sinh chống trái lẫn nhau. Như thế nên có quan lại chứng thực, nắm giữ giấy tờ, đông như người đi đường, qua lại gặp nhau. Hai tập khí giao nhau, nên có các sự khám hỏi, mưu mẹo, khảo tấn, đòi hỏi, gạn xét, cứu tra cho rõ về những đồng tử thiện ác, tay cầm sổ sách, biện bạch cải giả. Vậy nên tất cả các Như Lai nơi mười phương nhận xét ác kiến, đồng gọi là hầm sâu kiến chấp. Bồ Tát đối với những thiên chấp hư vọng như đứng bên hố độc, chính là tập quán vu vạ, làm hại nhau, phát sinh sự vu bán. Như thế nên có hợp sơn, hợp thạch, cối nghiền, cối sai. Ví như kẻ dèm pha áp bức vu qua người lương thiện, hai tập khí bài xích lẫn nhau, nên có sự áp giải, đè đập, ép huyết, tuốt mình. Vì nên tất cả các Như Lai nơi mười phương nhận xét sự du dạ, đồng gọi là sàm hồ. Bồ Tát đối với sự du dạ như bị sấm sét. Mười là tập quán kiện thưa, cãi giả lẫn nhau, phát sinh sự che đậy. Như thế nên có gương soi, đuốc chiếu như giữa ban ngày, không giấu bóng được. Hai tập khí phô bày lẫn nhau, nên có ác hữu, nghiệp kính, hỏa châu phơi bày nghiệp xưa, đối nghiệm các diệt. Vì nên tất cả các Như Lai nơi mười phương nhận xét sự che đậy, gọi là giặc ngầm. Bồ Tát đối với sự che đậy như đội núi cao, lội trong biển lớn. Thế nào là sáu giao báo? A Nan, tất cả chúng sinh sáu thức gây nghiệp nên chuốc lấy ác báo.
đều từ sáu căn mà ra. Các báo ác từ sáu căn ra như thế nào? Một là giao báo về thấy, chiêu cảm quả ác. Khi nghiệp thấy ấy giao báo, lúc lâm chung, trước hết thấy lửa hồng đầy khắp mười phương, thần thức người chết bay rơi theo khói vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là thấy sáng, có thể thấy khắp nhiều thứ vật dữ, sanh ra khiếp sợ vô cùng. Hai là thấy tối, vắng lặng, không thấy gì, sanh ra hoảng hốt vô hạn. Lửa thấy như thế, có thể đốt cái nghe, có thể làm giạt dầu sôi, làm nước đồng chảy, đốt hơi thở, có thể làm khói đen, lửa đỏ, đốt cái nếm, có thể làm viên tròn, nung đỏ, làm cơm sắt, đốt cảm xúc, có thể làm tro nóng, lò than, đốt tâm ý, có thể sanh ra sao lửa, dưới khắp, làm rung động cả cõi hư không. Hai là giao báo về nghe, chiêu cảm quả ác. Khi nghiệp nghe ấy giao báo, lúc lâm chung, trước hết thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất, thần thức người chết xa xuống theo dòng vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là nghe tỏ, nghe các thứ ồn ào, tinh thần rối loạn. Hai là điếc hẳn, lặng lẽ không nghe gì, thần thức chìm liệm. Sóng nghe như thế, rót vào cái nghe thì có thể thành lời, lời vặn hỏi, rót vào cái thấy thì có thể làm sấm, làm thét la, làm hơi độc dữ, rót vào hơi thở thì có thể làm mưa, làm mù, dưới các sâu độc đầy khắp thân thể. Rót vào các dị thì có thể làm mũ, làm máu, các thứ nhơ nhớp. Rót vào cảm xúc thì có thể làm con vật, làm con quỷ, làm phân, làm nước tiểu. Rót vào ý thì có thể làm chớp, làm mưa đá, đập nát tâm thức. Ba là giao báo về ngửi, chiêu cảm quả ác. Khi nghiệp ngửi ấy giao báo, lúc lâm chung, trước hết thấy hơi độc đầy rẫy xa gần, thần thức người chết từ dưới đất trồi lên vào ngục vô gián, phát hiện ra hai tướng. Một là ngửi thông, bị các hơi thối xông tột bật, làm cho tâm rối loạn. Hai là ngạt mũi, hơi thở ngạt không thông, nằm chết giấc dưới đất. Hơi ngửi như thế, xông vào hơi thở thì có thể làm thông, làm ngạt. Xông vào cái thấy thì có thể làm lửa, làm đuốc. Xông vào cái nghe thì có thể làm chìm ngập, làm chết đuối, làm nước lớn, làm nước sôi. Xông vào cái dị thì có thể làm đói, làm ngấy. Xông vào cảm xúc thì có thể làm xấu, làm nát, làm núi thịt lớn, có trăm ngàn con mắt, hút ăn không cùng. Xông vào ý nghĩ thì có thể làm tro, làm chướng khí, làm gạch đá bay lên đánh nát thân thể. 4 là giao báo về dị, chiêu cảm quả ác. Khi nghiệp dị ấy giao báo, lúc lâm chung, trước hết thấy lưới sắt nung đỏ che khắp thế giới, thần thức người chết từ dưới tung lên, mắt lưới treo ngược đầu xuống, vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là nuốt vào thì kết thành giá lạnh, làm nứt nẻ thân thể. Hai là mửa ra thì bay lên thành lửa hồng, đốt rụi xương tủy. Dị báo như thế, qua cái nếm có thể làm nhận, làm chịu. Qua cái thấy có thể làm các thứ kim thạch đốt cháy. Qua cái nghe có thể làm binh khí sắc bén. Qua hơi thở có thể làm lòng sắt lớn che khắp cõi nước. Qua cảm xúc có thể làm cung, làm tên, làm nỏ, làm bắn. Qua ý nghĩ có thể làm sắc nóng bay từ trên không rưới xuống. 5 là giao báo về xúc, chiêu cảm quả ác. Khi nghiệp xúc ấy giao báo, lúc lâm chung, trước hết thấy núi lớn bốn mặt hợp lại, không còn đường ra. Thần thức người chết thấy thành sắc ngục, tốt đầu trâu, la sát đầu ngựa, tay cầm thương, sắp lùi vào cửa thành, hướng về ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là hợp xúc thì núi kẹp ép mình, xương thịt nát ra máu. Hay là ly xúc thì dao gươm chạm vào mình, tim gan cắt xẻ. Xúc báo như vậy. Qua cái xúc thì có thể làm đường, làm nhà, làm sảnh, làm án. Qua cái thấy thì có thể làm đốt, làm nung. Qua cái nghe thì có thể làm đập, làm đánh, làm đâm, làm bắn. Qua hơi thở thì có thể làm trùm, làm đẩy, làm tra, làm trói.
Qua cái nếm thì có thể làm cày, làm kìm, làm chém, làm chặt. Qua ý nghĩ thì có thể làm rơi, làm bay, làm nấu, làm nướng. Sáu là gia báo chỉ ý nghĩ. Chiêu cảm quả ác, khi nghiệp ý ấy giao báo, lúc lâm chung, trước hết thấy gió dữ thổi nát cõi nước, thần thức người chết bị trỗi lên trên không, xoay rơi theo gió, sa vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là không biết, tột mê thì quan mang, rong ruổi chạy không thôi. Hai là không mê, hay biết thì khổ, bị đốt cháy không cùng, đau buốt không chịu nổi. Y báo như thế, kết vào ý nghĩ thì có thể làm phương, làm sở. Kết vào cái thấy thì có thể làm gương soi, làm chứng cứ. Kết vào cái nghe thì có thể làm đại hợp thạch, làm giá, làm xương, làm đất, làm mù. Kết vào hơi thở thì có thể làm xe lửa lớn, làm thuyền lửa, củi lửa. Kết vào cái nếm thì có thể làm kêu la to, làm ăn năn, làm khóc lóc. Kết vào cảm xúc thì có thể làm lớn, làm nhỏ, làm cho một ngày muôn lần sống, muôn lần chết, làm nghiêng, làm ngửa. A Nan, thế nào gọi là 10 nhân và 6 quả của địa ngục? Nhân quả ấy đều là do mê vọng của chúng sanh tạo ra. Nếu các chúng sanh 6 căn đồng tạo nghiệp ác, khi vào ngục A Tỳ chịu khổ vô cùng trong vô lượng kiếp. Nếu từng mỗi căn tạo ra và nghiệp ác đã làm, gồm cả cảnh và căn, thì người ấy vào 8 ngục vô gián. Nếu cả thân khẩu ý làm việc sát đạo dâm, thì người ấy vào 18 địa ngục. Không đủ cả 3 nghiệp thân khẩu ý, hoặc trong ấy chỉ làm một việc sát hoặc một việc đạo, thì người ấy vào trong 36 địa ngục. Chỉ có một căn riêng làm một việc, thì người ấy vào 108 địa ngục. Do những chúng sinh ấy riêng gây ra nghiệp nên vào chỗ đồng phần trong giới ấy, đó đều là do vọng tưởng phát sinh ra, không phải bản lai tự có.